Kính thưa quý vị, ông Eckermann từ chức sau cái chết của giám đốc tài chính. Một tin tức chấn động mới cho tập đoàn Thụy Sĩ. Ông Joseph Eckermann, chủ tịch công ty bảo hiểm Zurich, đã từ chức sau vụ tự tử của giám đốc tài chính của công ty, ông Pierre Vautier. Trong một tuyên bố, cựu giám đốc điều hành của ngân hàng Deutsche Bank cho biết là gia đình của ông Vautier tin rằng ông ta có một phần trách nhiệm đối với cái chết của người thân của họ. Trong thời gian gần đây, công ty bảo hiểm Zurich đã gặp nhiều vấn đề khó khăn. Lũ lụt ở châu Âu và lốc xoáy ở Hoa Kỳ đã làm cho lợi nhuận sau thuế trong quý thứ hai của công ty bị suy giảm 27% do phải thanh toán các bồi thường thảm họa thiên tai. Và vào giữa tháng 8, công ty bảo hiểm cho biết sẽ khó có thể đạt được một số các mục tiêu kinh doanh. Cổ phiếu của công ty Zurich đã bị giảm sau khi có tin tức ông Eckermann từ chức. Cái chết của ông Vautier diễn ra chỉ một tháng sau khi giám đốc điều hành của công ty Swisscom, ông Carsten Schlotter, tự tử. Hai sự kiện này đã dẫn đến các cuộc kêu gọi sự hỗ trợ lớn hơn cho các giám đốc điều hành cấp cao. Ông David Carter là một cố vấn điều hành. Ông cho biết, kể từ khi xảy ra cuộc khủng hoảng tài chính, các giám đốc đã ở dưới áp lực ngày càng nặng nề, làm ảnh hưởng đến sự cân bằng công việc và đời sống của họ. Ông Carter cho rằng những sự kiện này sẽ tiếp tục xảy ra ngày càng nhiều nếu các tổ chức tiếp tục đưa ra những kỳ vọng cao đối với các nhà điều hành, làm gia tăng áp lực, nhưng lại không có sẵn những hỗ trợ. Tại công ty Zurich, phó chủ tịch, ông Tom DeSwan sẽ nhận trách nhiệm quyền chủ tịch. Ông Eckermann chỉ mới trở về quê hương Thụy Sĩ vào năm 2012, sau hơn một thập niên làm giám đốc điều hành ngân hàng Deutsche Bank. Ông là một trong số ít các nhân vật cao cấp của ngành công nghiệp đã giữ được chức vụ của mình thông qua cuộc khủng hoảng tài chính. Hiện vẫn chưa rõ quyết định mới nhất này sẽ ảnh hưởng như thế nào đến sự nghiệp của ông Eckermann và cho công ty Thụy Sĩ.